Chị là dâu cả ấy, mà đẻ toàn tật vì trời thôi. Đúng là cái đồ vô dụng. Không phải vì đi kiếm tiền nuôi mẹ con chị thì đằng con trai của tôi nó không chết đâu nhá. Tí nữa cơm chín mẹ sẽ bảo cái Thu mang vào cho con nhá. Tôi đến đây để mua nhà. Mày đúng là con ngu. Chẳng phải ngôi nhà này đang giao bán hay sao? Mày định đuổi con trai mày ra ngoài đường à? Mày đưa tao 10 tỷ là tiền công tao nuôi con trai mày từng mấy năm trời. Đưa đây. Mẹ thương con. Con gái mẹ ngoan nhá. Con gái mẹ đừng khóc nữa. Con ngủ đi. Ngoan nhá. Mẹ thương. Mẹ thương rồi. Biết con gái mẹ ngoan rồi. Không khóc nữa con nhá. Mới sáng ra đã inh ỏi, nhức hết cả đầu rồi. Mẹ, hôm qua cả đêm con bé nó sốt nên hôm nay nó mới quấy thế này ạ. Chị nhìn con Quyên ấy, em dâu chị mà học tập nhá. Nó đẻ cho tôi thằng cháu đích tôn đấy. Chứ ai nhá chị. Chị là dâu cả ấy, mà đẻ toàn giật vịt rời thôi. Đúng là cái đồ vô dụng. Mẹ đừng nói như thế. Dù sao con bé nó cũng vẫn là cháu nội của mẹ mà. Thôi, chị không phải nhiều lời. Chị vào đặt nó rồi ra nấu cơm nhanh lên. Đấy, gần trưa rồi đây này. Mẹ ơi, con bé nó đang quấy quá. Mà con cũng mới sinh được có ít ngày. Hay là hôm nay mẹ nấu giúp con bữa cơm được không ạ? Này, chị sinh được hơn chục ngày rồi đấy. Mà tôi có bắt chị làm việc gì nặng nhọc không? Có mỗi việc cơm nước thôi mà chị làm không xong. Mà cái lũ vịt rời này, việc gì phải chăm bẵm nhiều. Chị cứ đặt vào đấy nhá. Không phải lo. Nhanh lên, vào nấu cơm đi cho con Quyên nó còn ăn. Nó còn có sữa cho cháu đích tôn tôi nó bú chứ. Nhanh lên. Vâng ạ. Mẹ ơi. Cái gì nữa? Đã ăn bám lại còn đòi hỏi. Tôi nói cho chị biết nhá. Không phải vì đi kiếm tiền nuôi mẹ con chị thì đằng con trai của tôi nó không chết đâu nhá. Anh Lâm, anh ấy mất là do tai nạn chứ không phải là do con đâu ạ. Này, thế tôi hỏi chị nhá. Không phải nó đi ra ngoài đường đi kiếm tiền nuôi mẹ con chị thì làm sao nó chết được. Mà chị đừng lấy trả theo tôi. Đi vào nấu cơm. Vâng ạ. Nhanh lên. Người mẹ. Mẹ với cả chị Thu có chuyện gì mà sáng ra to tiếng với nhau thế ạ? Ôi con ơi, mới sinh ra đây làm cái gì? Mới được 10 ngày thôi. Ra đây gió máy. Con vào con trông con đi nhá. Tí nữa cơm chín mẹ sẽ bảo cái Thu mang vào cho con nhá. Thôi đi vào đi nhá. Vâng ạ. Khổ thân con bé. Được thằng cháu đích tôn sướng quá chứ đi. Chị Thu, chị đi pha hộ em bình sữa cho cháu với. Nó quấy từ nãy đến giờ em chưa đạt được. Để chị đi pha cho. Chị nói thế, khác gì em đặt điều cho chị ạ?
hay là chị ghen tị với em vì mẹ yêu thương mẹ con em hơn mẹ con chị, có đúng không? Nào, chị không hề có ý đó. Mẹ ơi, rõ ràng là con không làm chuyện này, con bị oan mẹ ơi. Con hỏi cô nhá, chứng cớ dành dành ra đấy cô còn cãi à? Cô đã không đẻ được chứ tôi chẳng cháu, cô lại còn cố tình hại cháu đích tôn của tôi. Mẹ con cô cút xéo ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi không chấp nhận cái mẹ con tôi khốn nạn như thế nhá. Mẹ ơi, con xin mẹ, bây giờ mà mẹ đuổi hai mẹ con ra ngoài thì mẹ con biết đi đâu à? Cháu nó còn đỏ, nhưng mà mẹ con xin mẹ buông tay ra, cút ngay. Ở đây không chứa chấp cái loại khốn nạn độc ác như thế nhá, đồ tấn độc. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy mà. Dù gì thì nó cũng là cháu nội của mẹ, con xin mẹ. Cháu nội á? Không có cháu nội gì cái loại thịt rời hết nhá. Mặt mũi như thế kia mà cố tình hại em dâu à? Cút đi còn đứng đây đi. Nước mắt cá sấu à? Cút đi. Mẹ đã muốn như vậy thì con sẽ đi. Đi luôn đi. Sao lâu thế nhỉ? Cả cái nhà này bán đi chắc cũng chả đủ trả nợ đâu. Thì cũng tại chị, chị cứ ham hố cái món cho vay nặng lãi. Giờ tí nữa bọn xã hội đen đến nó đòi nợ không có tiền, nó giết chết cả nhà đấy. Ô mẹ nói buồn cười nhỉ. Mẹ cũng lô đề cờ bạc bỏ xứ ấy được ý, kém cạnh gì con đâu. Bây giờ lại đổ hết tội đầu con thế à? Còn thằng chồng mày ấy, không biết chôn chui chôn nhủi ở đâu. Giờ nay mất mặt không thấy về nhà. Rồi ơi là rồi, sao cái số tôi nó khổ như thế này. Biết kiếp trước tôi làm gì nên tội. Ừ. Này, mày mới đi đâu về đấy? Con đi học. Ai cho mày đi học hả? Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi? Sao con lại phải nghỉ học? Đấy làm kiếm tiền trả nợ cho bà mẹ chứ. Đấy lúc phải hai người cơ mà. Mày... Thôi mày, tao nói cho mày biết nhá. Ngay ngày mai mày nghỉ học ở nhà, đi làm kiếm tiền trả nợ tao biết chưa? Tao mà thấy mày đi học ấy thì mày chết cho tao đấy. Ai làm thì người đấy chịu. Không liên quan. Mày thôi. Thật đúng là quả báo đến muộn nên khiến cho nhiều người cứ nghĩ rằng trên đời này không có báo ứng. Sao con lại đến đây làm gì? Tôi đến đây để mua nhà. Chẳng phải ngôi nhà này đang giao bán hay sao? Cũng phải cảm ơn các người, vì ngày đó các người đã ruồng bỏ hai mẹ con tôi thì tôi mới có được thành công như ngày hôm nay. Giờ tôi đã là chủ tịch của tập đoàn NCT. Con gái tôi lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và xinh đẹp. Nhìn các người mà xem, trông các người trong bộ dạng như thế này, tôi thấy thương thật đấy. Tôi thương hại cho các người đấy. Này, mày đừng có mà lên mặt dạy đời ở đây. Cô ăn nói cho nó cẩn thận nhá. Tôi đang cứu cả cái gia đình này đấy. Cầm tiền rồi cút ngay khỏi đây đi. Chỗ này không đủ. Mày định đuổi con trai mày ra ngoài đường à? Hả? Cái gì? Cô... cô nói cái gì đấy? Mày... mày đúng là con ngu. Nuôi con người khác bao nhiêu năm mà cũng không biết. Đây mới chính là con trai của mày này. Còn đứa con gái mày đang nuôi ấy là con của tao. Cái gì? Mày nói cái gì? Cô điên rồi à? Mày năm dám... xưa, chính vì sợ bà già này khinh bỉ đuổi ra ngoài nên là tao đã đút lót tiền cho bác sĩ để cháo đổi hai đứa. Cô, tôi thật không ngờ cô lại đốn mặt như thế này. Mày đúng là con khốn nạn. Tôi không tin
cô định bịa chuyện phải không? Không tin ý thì mày đem nó đi xét nghiệm đi. Tất cả là tại bà. Nếu bà không quá quát ý thì tôi cũng không gây lên những chuyện như thế này đâu. Còn cả thằng con trai bà nữa, tưởng thế nào cũng chỉ là thằng vô dụng thôi. Bây giờ ấy, sắp chết đói cả lũ đến nơi rồi thì giấu giếm cái gì nữa. Mày đúng là con khốn nạn. Mày đưa tao 10 tỷ là tiền công tao nuôi con trai mày đừng ấy năm trời, đưa đây. Đồ khốn nạn. Tôi ghê tởm cô. Tôi sẽ không cho cô thêm một đồng nào nữa đâu. Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Mày... Bà, mày, cả mày nữa, cứ đợi đấy. Mẹ, khốn nạn. Thu Hân, mẹ xin lỗi. Mẹ đã nghĩ oan cho con. Thôi, giờ bà có nói thêm gì nữa thì cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Tôi với bà giờ chỉ là những người dưng thôi. Bà mau thu dọn đồ đạc rồi đi ngay khỏi đây đi. Con và Nam. Con. Mẹ. Mẹ là mẹ con. Con trai à? Mẹ xin lỗi. Suốt 15 năm qua mẹ đã khiến con phải chịu thiệt thòi rồi. Từ giờ mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con. Con của mẹ.